Xin chào các bạn, hôm nay mình cũng sẽ lại giới thiệu với các bạn đó là một cái mẫu móng hồ giả mạ vàng rất là đẹp. Cái mẫu hôm nay mình giới thiệu đến với các bạn đó là mẫu bọc đầu rồng nhé. Đây, rất là đẹp này. Đó. Thì cái mẫu đầu rồng này bên mình còn có làm cả sang cái mẫu móng thường nhé. Cái mẫu móng của mình hôm nay là mẫu móng huyền đề này. Thì ngoài cái mẫu móng huyền đề ra bên mình có làm mẫu thường nữa. Thì ví dụ như các bạn mà xem trên kênh của mình mà không còn cái clip đấy, thì các bạn muốn xem cái mẫu đó thì các bạn cứ check Zalo, mình sẽ gửi ảnh qua cho các bạn để các bạn xem, các bạn tham khảo. Tại vì không phải các bạn nào cũng thích mẫu huyền đề ấy. Tại vì mẫu huyền đề này thì nó sẽ độc và nó lạ hơn, nhưng mà nó lại không to được. Tại vì nhiều anh khách thì lại muốn đeo to và đeo hàm hố ấy. Thì các anh lại sẽ phải đeo về cái mẫu móng thường, thì nó sẽ to hơn và nó hàm hố hơn, nó sẽ trông nó hàm hố hơn, đẹp hơn. Đó, đây là mẫu móng huyền đề này. Đó. Móng thì chất liệu thì được làm bằng sừng bò. Hàng bên mình làm thủ công nhé, không làm hàng nhựa. Nhiều bạn cứ bảo là làm hàng nhựa nhưng bên mình không làm hàng nhựa. Rất là đẹp này. Đó, đẹp như thật luôn. Nếu như các bạn không chuyên thì chắc là các bạn cũng không biết được nếu như mình không nói đây là hàng giả. Đây. Ở cái mẫu này mình cũng đã, trước đây mình cũng đã làm vài ba mẫu kiểu này bọc bạc rồi nhé. Thì là ví dụ các bạn muốn làm bọc bạc cũng được, mình cũng sẽ có nhận gia công bọc bạc theo yêu cầu của các bạn. Hoặc là các bạn lấy móng không và các bạn tự gia công cũng được. Rất là đẹp. Cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video clip của mình. Xin chào các bạn.